Rạng sáng ngày 16 tháng 4, một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn, khiến nhiều cây xanh bật gốc tét nhánh. Khoảng 5 giờ cùng ngày, ông NVM, sinh năm 1961, ngụ đường Trường Chinh, phường Tân Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đi ra trước cửa nhà để dọn dẹp bán hàng. Đúng lúc này, một nhánh cây lớn rớt trúng người khiến ông M bị thương ở phần đầu, chân. Người thân cùng người dân địa phương phát hiện sự việc nên đã đưa ông M đi cấp cứu ở bệnh viện. Tại hiện trường, nhánh cây bị gãy dài khoảng 5m, đường kính khoảng 20cm. Tại giao lộ Nguyễn Văn Quá, Trường Chinh, một cây xanh lớn có đường kính thân khoảng 1,5m bị bật gốc, đổ xuống đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Hiện lực lượng địa phương cùng nhân viên cây xanh đã có mặt xử lý hiện trường. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 4, trên đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa lớn kèm gió mạnh khiến một cây xanh bất ngờ bật gốc đè lên chiếc ô tô. May mắn tài xế được người dân cứu thoát kịp thời. Cùng thời điểm, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, một cây xanh bật gốc đè trúng hai người chở nhau trên xe máy, khiến cả hai bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.